Trong đêm chung kết ngày hôm nay, cảm ơn phần thể hiện vô cùng tuyệt vời của tất cả các thí sinh và ca sĩ Thái Thùy Linh. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thưa quý vị, và những lời đầu tiên, cho phép Hồng Phúc cùng với Song Khánh xin được thay mặt cho ban tổ chức cuộc thi Tình Ca Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý, xin được cảm ơn quý nhà tài trợ, quý ban giám khảo, và cảm ơn đến tất cả các thí sinh, các anh chị, phóng viên, báo chí và tất cả các khán thính giả đang hiện diện tại đây giây phút này để ủng hộ cho đêm chung kết Tình Ca Việt Nam 2024 tối đêm này.